Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Clip này mình xin tổng hợp nhiều mẫu nhà vườn theo phong cách cổ truyền Bắc Bộ. Đầu tiên mời các bạn thưởng thức khuôn viên nhà vườn của Đoàn Gia Trang ở phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Một khuôn viên đẹp với kiến trúc nhà vườn dạng hình chữ U, xung quanh được bao bọc bởi nhiều cây bóng mát và cây cảnh. Điểm nhấn trong sân vườn đó là hòn non bộ Tam Sơn các bạn ơi, rất đẹp mắt, cao phải đến 3 mét. Xung quanh hòn non bộ Tam Sơn được gia chủ cho trang trí khá nhiều cây cảnh, cây bonsai nghệ thuật. Và hòn non bộ Tam Sơn là biểu tượng của bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Nổi bật trước ngôi nhà chính đó là hai con sư tử hữu, thể hiện sự uy phong, thịnh vượng, trừ tà và có tác dụng làm cân bằng âm dương. Hòn non bộ Tam Sơn được người dân Việt Nam chơi phổ biến rộng rãi trong nhà vườn, thể hiện tinh thần đoàn kết keo sơn của anh em. Cha ông ta đã có câu: một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao. Ở phía trước là sân vườn, còn có tiểu cảnh suối nước, và các bạn đang chiêm ngưỡng một con trâu có kích thước tương đối to, giống với kích thước con trâu ở ngoài thực tế. Chúng ta cùng quan sát kết cấu của nhà gỗ, một công trình kiến trúc đẹp, giản dị, mộc mạc của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Ngôi nhà gỗ có tuổi thọ khoảng gần 100 năm các bạn ơi, được gia chủ mua và nhờ các người thợ ở bên Nam Định sang dựng lại 100% bằng gỗ lim. Các bộ phận như dùi, mè, khóa gian vẫn còn tốt. Gia chủ còn sưu tập các đồ gốm sứ khá đẹp mắt, chúng ta cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức. Mình mời các bạn cùng thưởng thức không gian trong nhà vườn thứ hai của anh Thiện, địa chỉ làng Hoa Cây Cảnh, xã Bích Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, một làng nghề nổi tiếng. Mời các bạn thưởng thức không gian xung quanh trong nhà vườn, một ngôi nhà gỗ cổ hộ theo phong cách của Huế, được anh Thiện vào trong Huế và vận chuyển ra. Có khá nhiều cây cối tùm rậm rạp vòng vốn xung quanh nhà vườn. Nổi bật lên phía sân đằng trước đó là các tác phẩm xanh, hoa mẫu đơn, lộc vưng. Ngôi nhà gỗ cổ truyền của anh Thiện làm hoàn toàn bằng gỗ lim các bạn ơi. Đấy, nhà phong cách Huế nên có vẻ thấp hơn với những ngôi nhà cổ truyền Bắc Bộ một chút. Ngoài cây cảnh, cây bonsai ra thì xung quanh có khá nhiều cây hoa.
Và mình ấn tượng nhất đó là tác phẩm Ổi Ta Trước Hiên, Ngôi Nhà Gỗ, một tác phẩm ổi khá đẹp mắt. Cây ổi đã có nhiều thợ vào hỏi mua, nhưng anh Thiện, chủ nhân của ngôi nhà gỗ cổ truyền, chưa bán các bạn ơi. Xung quanh còn có các loại phong lan. Đây các bạn thưởng thức một cây khế. Không to lắm nhưng đang có quả. Mình mời các bạn thưởng thức không gian nhà vườn thứ ba ở địa danh xã Vũ Sơn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Một nhà vườn nổi tiếng với nhiều đồ đá. Các bạn đang chiêm ngưỡng quang cảnh trong nhà vườn. Nổi bật lên đó là hòn Non Bộ, xung quanh có nhiều cối đá giã gạo từ xa xưa. Các lối đi trong nhà vườn được chủ nhân trang trí với nhiều sỏi đá. Một tiểu cảnh Non Bộ có những viên đá lồi lõm, màu sắc đẹp mắt. Nhà vườn cũng được bao bọc bởi các hàng cây xanh. Xung quanh tường rào, bờ ao, gia chủ trang trí trục đá. Dân vùng đồng bằng Bắc Bộ dùng để tách hạt lúa ra khỏi bông. Nhà chòi và cổng trong nhà vườn cũng được xây dựng hoàn toàn bằng đá tự nhiên. Một không gian xanh, sạch đẹp. Mời các bạn thưởng thức khuôn viên trong nhà vườn thứ tư ở làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là một làng nghề hoa cây cảnh nổi tiếng ở Việt Nam, đã có hơn 800 năm tuổi đời. Một khuôn viên nhà vườn rộng lớn, xung quanh có nhiều cây cổ thụ, cây cảnh nghệ thuật và cây bonsai. Mời các bạn ngắm cảnh quan trong nhà vườn. Mình ấn tượng với tiểu cảnh đồi tùng trong nhà vườn. Một tiểu cảnh đồi tùng rộng phải đến 400m2 các bạn ơi. Có nhiều cây tùng La Hán và cây tùng cối to cổ lão, hình dáng đẹp. Ở đằng sau nhà vườn là ngôi nhà cổ truyền Bắc Bộ các bạn ơi. Một ngôi nhà mới được xây dựng theo phong cách cổ truyền của người dân đồng bằng Bắc Bộ. Phía trước ngôi nhà là các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Bên ngoài là đôi tùng La Hán. Tiếp theo, tác phẩm Lộc Vương được trồng trang trọng trong một bể đá. Chính giữa một tác phẩm xanh có hình dáng bắt mắt người xem. Và làng nghề hoa cái cảnh Vị Khê, Điền Xá, Nam Trực nổi tiếng với chất liệu cây cảnh xanh Nam Điền. Chất liệu xanh đẹp, được anh em chơi cây cảnh, cây bonsai ưa chuộng. Phía trước ngôi nhà cổ hộ là một hồ cá các bạn ơi. Xung quanh nhà được gia chủ trang trí nhiều cây cảnh đẹp mắt. Nhà vườn này có tên là nhà vườn sinh thái ở đường số 6. Phía trước đó là các tác phẩm xanh nghệ thuật. Mời các bạn thưởng thức, chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm cây cảnh trong nhà vườn.
chủ yếu là xanh Nam Điển và tùng La Hán. Ngoài các cây cảnh nghệ thuật ra thì trong nhà vườn này còn có một số cây bóng mát, cây ăn quả như mít, cây bưởi, cây khế chua nữa các bạn ơi. Mời các bạn cùng vào chiêm ngưỡng không gian xanh xung quanh nhà vườn cổ truyền Bắc Bộ ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, gần cầu Tân Đệ các bạn ơi. Chủ nhân của nhà vườn này là anh 83. Anh có hai tên, 8 và 3, là mọi người thường gọi là anh 83. Nổi bật lên đó là tác phẩm Lộc Vừng được đặt trang trọng giữa sân vườn, một cây cổ thụ già trăm năm. Nhà vườn được bao bọc bởi nhiều cây xanh và hồ cá. Cây lộc vừng khá đẹp mắt các bạn ơi. Một loại cây phong thủy biểu tượng cho chữ lộc. Ngôi nhà cổ truyền của anh 83 cũng mới được xây dựng. Mời các bạn chiêm ngưỡng thêm một số tác phẩm xung quanh nhà vườn. Một không gian xanh đẹp. Ngay phía trước ao cá trong nhà vườn là một nhà chòi, một không gian nghỉ ngơi, thư giãn tiếp khách tuyệt vời. Các bạn đang chiêm ngưỡng tác phẩm Dâu Da có hình dáng đẹp mắt. Nhà vườn thứ 6 cũng là nhà vườn cuối cùng mình mời các bạn thưởng thức và chiêm ngưỡng. Một nhà vườn có hai nhà gỗ, một sự giao thoa kiến trúc của nhà sàn vùng Tây Bắc với nhà cổ truyền ở Bắc Bộ. Nổi bật lên phía trước trong nhà vườn đó là tiểu cảnh non bộ. Một hòn đá non bộ hình thù đẹp mắt các bạn ơi. Một không gian xanh, màu sắc đẹp lung linh. Ở phía trước nhà gỗ còn có tiểu cảnh nhà hồ hoa súng. Mình đã cùng với các bạn tham quan trải nghiệm tìm hiểu 6 nhà vườn đẹp. Cuối clip không biết nói gì hơn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.